Hello mọi người, là Linh mới đây. Hôm nay mình đã quay trở lại với một cái bài tập mong chỉ có 10 phút và gồm 10 động tác, chỉ mỗi động tác 45 giây và nghỉ 15 giây giữa các đoạn. Có thể tập mọi lúc mọi nơi luôn nha mọi người. Và cái bài tập này thì khi các bạn tập thì các bạn cố gắng tập 2 đến 3 vòng, 4 vòng liên tiếp để có một cái hiệu quả nhất định mỗi ngày. Ngoài ra thì các bạn cố gắng duy trì tập trong vòng 2 tuần đến 4 tuần để có một cái kết quả hiện rõ hơn nha. Bên cạnh đấy thì mọi người nhớ kết hợp chế độ ăn uống cung cấp nhiều protein để mà tăng cái phần cơ lên, để cơ nó được phát triển. Và cái bài tập này break chỉ là 10 phút thôi, nhưng thực sự thì nó rất là đốt, và sau khi tập thì các bạn có thể đo một chút, đấy là những ngày đầu, nhưng mà các bạn cố lên nhá, thế nhá, vào luôn ha. Ok, mọi người sẵn sàng chưa nào? Động tác đầu tiên là glute bridge nha. Thì các bạn nằm xuống, sau này bắt hai chân ra thì các bạn nhấc mông lên thẳng làm sao ấy, để cái phần mà phần ở giữa của mình với cái đầu gối mình và cái phần lưng ngực của mình ấy, nó thẳng thành một đường thẳng, và siết cái cơ mông thật là chặt nha mọi người. Mọi người hỏi là siết là như nào thì có nghĩa tập trung dùng cái cơ mông, phần mông của mình ấy giữ cho nó thật chặt và nó căng lên ấy, các bạn sẽ cảm nhận được. Cứ làm từ từ thôi nếu mà lúc đầu chưa quen, thế nhá, 40 giây thôi. Xong 40 giây rồi, bây giờ đến động tác thứ hai, đấy là donkey kick. Lần đầu tiên 40 giây thì mình sẽ làm phía bên trái hoặc phải từ mỗi người nha. Sau đấy thì đổi bên. Thì các bạn bỏ hai tay chấm, xong rồi các bạn nhấc cái chân giơ lên thôi, giơ xuống thôi. Again, phần này thì lúc này các bạn sẽ cảm thấy đau đau cái phần cơ đùi và cơ phần cơ mông ấy, nhưng mà không sao cả, cố lên nhá. Xong một bên rồi, bây giờ thì đổi bên còn lại nha mọi người. Cố gắng lên nhá. Tiếp tục thôi nào. Rồi bây giờ động tác thứ 4 là frog pump. Thì là cũng là như nãy, các bạn nằm xuống, nhưng mà lần này thì hai chân nó sẽ chụm vào một, rồi các bạn nhấc cái phần hông lên, thì nhớ là siết cơ mông nha mọi người, siết nha. Ok, động tác thứ 5 là leg rainbow nha. Thì các bạn giơ chân lên và xoay vòng tròn như kiểu một cái cầu vòng ấy mọi người. Các bạn xoay từ bên phía bên trái, phải trái qua bên phải, rồi gần chạm nhẹ hoặc là chạm xà lưng cũng được. Cứ như thế nhá. Nhớ là tập trung vào phần cơ mông và đùi nha mọi người. Tập trung vào. Vào giờ thì vào tư thế rồi đổi sang bên còn lại thôi. Trái qua phải, giơ cao lên hết sức có thể và nhớ giữ chân thẳng nếu mà được nha.
một nửa đường rồi đó mọi người. Bây giờ thì là động tác leg circle, thì các bạn xoay chân vòng, thay vì chạm chân trái phải như nãy thì các bạn xoay vòng và không có thể để chân chạm sàn nha. Các bạn cứ xoay vòng tròn, hơi mỏi đấy nhưng mà cố lên. Xong rồi vào tư thế và đổi lại bên còn lại thôi nào. Ready, go! Tiếp theo là squat arm reach, thì là một cái động tác squat thì các bạn đứng ra hai chân rộng ngang bằng vai và xong sau đấy squat xuống, nhớ là phải giữ lưng thẳng nha mọi người và giơ hai tay về phía trước. Và lúc đầu thì cái squat hơi mệt nhưng mà cố lên, chỉ có 40 giây thôi, nhớ là giữ lưng thẳng nha mọi người, không là dễ bị đau lưng lắm ấy. Là một động tác squat nữa nhưng mà lần này là squat press, thì các bạn sẽ chạm hai tay nắm vào nhau, xong sau đấy khi lúc mà bạn squat xuống ấy thì không nhấc hẳn 3 lần xuống, nhấc nhún thêm 3 lần nữa rồi mới lên nha mọi người. Và đặc biệt lúc squat hay lúc lên xuống thì cũng phải nhớ là giữ lưng thẳng nha. Thì mình chuyển qua squat lưng nha mọi người. Bỏ chân một chân về phía sau, xong sau đấy hạ chân xuống vuông góc tầm 45-90 độ ấy, thì xong sau đấy các bạn lại nhấc lên như thế. Cái động tác này thì rất là tác động cái phần cơ đùi trong và cơ mông luôn á. Cố lên nha mọi người. Thì vào tư thế rồi đổi bên còn lại thôi nào. Và cái động tác cuối cùng là side squat, thì các bạn ở dang hai chân rộng ra và lấy squat nghiêng về một trong hai bên, cứ như thế tiếp tục, chỉ có 40 giây thôi, cũng là 40 giây cuối cùng đấy, cố lên nhá. Okay, yeah.
要对我凶凶，我的心会痛。来左边跟我一起画个龙，画个龙，画个龙。来右边跟我一起画彩虹，画彩虹，画彩虹。拿出我的彩色粉笔，变成一个碎波，然后住进你的心里，融入你的生活。Yeah, 我是个 Rumble Baby， 是你的 Rumble。Ok, vậy là đã xong cái bài tập rồi, chỉ có 10 phút thôi, rất rất là nhanh luôn. Các bạn cố gắng tua lại từ đầu và tập tiếp thêm 1-2-3 vòng nữa nha. Ngoài ra nhớ kết hợp chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống thì các bạn có thể follow Eat Clean Instagram, Eat Clean Linh Muối. Mình có post thực đơn ở trên đấy. Ngoài ra thì các bạn có thể follow Insta mình Linh Muối.kate. Thì trên đấy mình có đăng story hàng ngày, cũng như là thi thoảng mình chia sẻ công thức nấu ăn của mình nhá. Các bạn nhớ follow nhá. Thế nhá, chúc mọi người thành công trong cái con đường để trở thành cái body mong muốn như mình mong muốn, đúng không? Thật là đẹp đẹp đẹp. Đúng không? Nên là mọi người cố lên nhé.